Đây mà BMW X3 100 mấy chục ngàn, 170 ngàn hả? À, bằng chiếc SH ở Việt Nam. À. Tội gì mà không thử anh. 16 ngàn đô ca. Thì này chúng chắc anh em mình làm vòng thử ha. À, thoải mái anh. Anh có bằng lái bên đây chưa? Chưa, anh đang thi nè em, đang ôn bài thi nè. Để anh có bằng lái rồi, em để cho anh chạy thử vòng đi. Chút cái gì em chạy đi anh cảm nhận được. Chứ mình cũng không dám làm bậy. Sống nói qua, nói qua. Sống ở nước bạn mình phải tuân thủ. Đấy 16 ngàn. À, ở đây nó được có cái đèn ha. Sensor ra luôn. Lớp xe này thì cũng còn được. Không, mùa hè thì anh chạy thoải mái. Mùa hè thì cũng còn được. Chạy khúc được năm, khúc này hè. Nó còn sâu mà. Dạ. Tại vì em mùa chạy đông mùa đông thì tại vì em dính trưởng 2 vụ rồi. Ừ. Em bị trưởng bánh 2 vụ rồi nên em sợ lắm. Dạ. Yeah. Nên thay chắc cú. Tiết tiền cái đó mà lúc ăn hành là mới mệt ấy. Đúng rồi. Trời, có bao nhiêu tiền đâu, vài trăm đô rồi thay cho nó chắc cú. Xe mình thì không nói đi, xe người ta đó. Đúng rồi. Rồi nó giả điên rồi, nó nói là giờ nó sang chấn tâm lý rồi luôn đó cả đời đó. Cái đó mới mệt á. Dạ đúng rồi. Còn giả sử như mà anh cho BMW á, tại em mà em có thợ riêng. À. Không có nên vô hãng là nó chém mỗi tay. Ừ, thợ người Việt mình luôn hay là dạ. Thợ người Việt mình không, hay là canh thợ tay hả? À, tiền thì anh giao xe cho em đi kiểm định cho anh. À, cái này là tới rồi đúng không? Cái này là tháng 11 nè. Giao xe cho em đi kiểm định thì anh sẽ đỡ tốn tiền hơn, cho em tí xíu cà phê là được. À, kiểm định nó bao nhiêu tiền hả em hả? Tùy xe. Nhưng mà anh thì thật sự anh cũng không có rành, chủ yếu là anh nhờ anh em mà anh muốn clean cái khoang máy này em vẫn có clean cho được, nhưng mà em khuyên không nên. Ừ. Không, mình ví dụ mình cần sạch thì mình chỉ lấy nồi dẻ mình lau vậy nhẹ sơ sơ. Hồi xưa là em có nghe vài vụ đó rồi. Ừ. Chạy một thời gian cái hệ thống điện nó bay màu. Ừ. Rồi con BMW X3. Chỉ cần camera. Ừ. Đó, cái bíp 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 bíp. Ừ, anh hiểu. Thì lâu lâu nó nhức cái đầu thôi, mình phải tắt phần tai á, nó khó chịu. Cái đường này mới trải lại nè. Đúng rồi. Lúc em qua là đường đá đỏ luôn á. Đúng rồi. Nó nát bấy à. Là bữa anh đang gọi là thương lừa điêu thuê với chỗ chị Hương vợ anh Hiếu á, là chị Hương nói là vài bữa anh qua 25 tháng 9 thì coi như là lúc đó may mắn là làm xong rồi. Dạ. Chứ hiện giờ nó đang tùm lum hết. Thấy có cách âm kinh khủng không? Dạ, em giảm mới lạnh nữa là ở ngoài nè, không có tạp âm vô luôn á. À, chứ nhiều người hay giấu á. Đây là Nhân nha. Dạ. Hai anh em mới quen biết nhau, người Việt hỗ trợ người Việt cái gì cho chắc cú. Không, cái này là mua bán, em sẽ không dùng từ hỗ trợ. À ok. Mình lấy tiền mà đúng không? Nói hỗ trợ thì nghe nó kỳ quá.
nhiều người nói hỗ trợ mà ta vẫn lấy tiền, không không đứt. Bi là cái chỗ làm là giấy tờ. Rồi anh nói đó, anh đổi qua, anh nói là tao có bằng quốc tế, bằng Việt Nam, thì đổi cho tao thành bằng này, thì nó sẽ hướng dẫn anh, hình như là có nó cho nó cho đổi liền á. Hoặc sẽ có một số trường hợp phải thi lại cái thực hành thôi. Đấy, con này là cái con bạn cao luôn á, là 35 y sạch giá trên bàn là sẽ hết vòng. Ấm ra bàn là kết nối Bluetooth. Năm nay vắng anh toàn những số không cần biết nhớ. Bà mẹ ơi, quý em biết xin trời trời hơn đó từng tiếng thở.